Chị mới làm môi về hả? Ừ, mà bây giờ nó chốc hết rồi mà nó nổi miệng nè. Ủa sao sao bị vậy? Thì chị đi làm nó cũng nói rồi là có người bị, có người không bị. À, cái trường hợp của chị là bị. Bình thường người ta làm đâu còn lỡ giống gì đâu ta. Ừ, không biết được Đó, nữa. chắc cái này là do cái giá của mỗi người nó khác. Chắc mình làm cái nghề neo á, mình đeo khẩu trang. Chắc vậy cho nên là khẩu trang cho nên là đập quả. Thì chị lên mạng coi nó cũng nói là kiểu như là mình đeo cái khẩu trang nó bí hơi ấy. Ôi, giống như da của mình vậy, mình đeo khẩu trang nhiều thì nó cũng bị hơi làm cái lỗ chân lông của mình không có thoát, cho nên Thì đó. là nó nóng là lực Đi làm đi em. Cuối tháng 11 đi. đó. Tôi nói chung tôi đó đi làm đó, cho nên thấy ba vậy và về tới ngược lại ông nghĩa tôi đi làm rồi đó, thấy giờ thấy ba liền đau hôi á, mới về nói không đau không đau. Tôi nói ông nghĩa ồ tôi sẽ đi làm thấy thì liên về không đau cái gì vậy được á, không phải giống Việt Nam đâu, ai về giờ chưa Thì lỡ. 3 hôm trước không đau thật. Cái tự nhiên chắc mình làm nhiều á, đi mới đi làm về xong mình đeo khẩu trang nguyên ngày á. Với lại ăn đồ là chắc Mà nó ăn nói đồ phải biển hoặc kiêng là mặt. kiêng mắm đồ Rồi. tốn đồ như Chắc tốn, vậy, mới về chị ăn tùm la, tùm la hết á. với lại nói nhiều Chắc vậy á, nói nhiều, chắc chắc là. thế, chắc nói nhiều cho nên đồng 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 với khẩu trang cho nên là bị Thì chắc chắc chuẩn bị lành rồi thấy khô rồi đó. không? Của mình cái này sẽ uống trù sính thì nó khô lẹ phải, nó kháng khuẩn. Chị không có đi bác sĩ ấy, thì không có chủ sinh. Cả đi ra mai em đem ra cho. Sau khi xa tổ tiên bác cũng có thể là về Tanzania. Tôi là mama của tôi em.